Tối nay cả buổi tối vẫn đang vật nhau với cái em đơn ông này các bạn ạ. Ấy, quả đẩy là nông POA 3000 đấy, mình trước chia sẻ với các bạn đấy. Hai cái đồng hồ vu to đùng đấy, căng đét đấy. Đấy. Quả này khiếp đấy. Đang rất nhiều vấn đề. Mạch như này đây. Bản này là bản này bán ở dưới Ninh Giang cái gì Hải Dương. Đó. Một vế đang chết, sau đó là đi chữa, bây giờ tịt luôn cả hai vế các bạn ạ. Vẫn đang cày con của em đây. Em trai ơi, con này mạch làm nó chạm chập nó chết linh tinh, các cái con linh kiện nhỏ nhiều quá. Chết có đống cái này, chưa ra được bệnh. Sợ quá. Ôi đấu kiểu gì, sợ thật. Đây các bạn ơi, vẫn đang miệt mài xử lý cái vụ này đây. Mạch bên kia đi, sẽ một loạt đèn nhỏ rồi, iốt rồi, thay rồi. Đó, còn cái vế bên này ban đầu bạn bảo ban đầu vẫn chạy này, bây giờ là cũng không chạy này. Bật một vình vế này là không đóng leo nữa gì cả. Giờ lại tháo ra xử lý. Đây. Nhưng cái quả này đúng là sửa cái này phải rèn luyện sức khỏe nhiều, tập gym nhiều các bạn ạ. Nhấc lên nhấc xuống được. Quả biến áp nó vật vã luôn. Với này muốn cái miếng tỏa nhiệt này. Ấy. Nhìn vỉ đó, to đung ngã ngửa đây. Đấy, bây giờ đang là không có vế nào chạy nữa các bạn ạ. Xử lý cái vấn đề ở đây đây. Đây, hàn mấy con đèn toe toét hết cả. Đang bị dính cái nguồn nguồn phụ này. Đấy, ok đây. Đấy, con này chập luôn rồi. Chập luôn mấy con này rồi các bạn ạ. Đây, chập mấy con này, mấy con này rồi. Hai con chập tiếp rồi. Sợ quá. Nan giải đấy. Vấn đề đã bị sai lệch, không còn nguyên bản. Rất là nan giải. Thì con này bạn ấy chia sẻ là bạn mang đi anh làm. Đó. Một vế chập, nhưng mà về sau là vế kia vẫn bên kia vẫn chạy. Nhưng cuối cùng là bây giờ chập cả hai bên luôn. Vấn đề ở chỗ này. Bây giờ phải nhấc ra để xử lý lại toàn bộ các nguồn phụ này sai lệch. Nhất cái này ra nó thoáng máy mới làm việc được các bạn ạ. Quá vật vã luôn, to thế gì con này, nặng thật.
sung lên sung xuống các kiểu. Chết. Tháo hẳn cái này ra thì làm nó mới đàng hoàng được các bạn ạ. Chứ để này mà với mấy con này thì nó toét hết bạch. Đấy, mạch này làm xấu đứt hết mạch. Bóng hết. Sơn hàn là bóng toét hết đứt hết mạch các bạn ạ. Đó. Phải nhấc hẳn ra nó rộng rãi xong nó mình mới hút thất thiết ra nhấc ra mới được. Này làm rất là khó. Khó làm. Đấy, vít lại như này không hề đơn giản. Ôi dồi ôi, cháy này thì khiếp sự quá rồi. Đâu chạm chập kiểu gì mà cháy này thì kinh khủng quá. Ôi dồi. Đấy, các bạn nhìn thấy nó khủng khiếp thế nào. Nổ hết toàn bộ này, cả đi hốt này. Khiếp quá. Khiếp quá, rồi sợ quá. Cháy khiếp quá. Này. Đấy. Mạch này là nan dài đấy. Bóng lộn lộn. Sợ quá. Cái này còn chưa được. Gì quá. Cái bác này bằng lên đây không đi. Quấn cẩn thận rồi, lót cẩn thận nữa. Con này đúng là qua đêm nay lại gặp em đấy. Sợ quá. Hành trình tìm lại chân lý cho em đẻ non. Quá là gian nan luôn. Bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại công lý cho em đẻ non. Đấy. Sợ quá cơ. Bắt đầu xử lý hết toàn bộ chỗ này. Bắt đầu trở lại màu xanh hy vọng cho em nó rồi đấy. Chứ nó không phải là đen xì xì mà như là một nhà cháy. Vụ này đúng khiếp thật đấy. Ít khi gặp những vụ khủng khiếp này lắm. Mọi thứ bắt đầu được lập lại trật tự các bạn ạ. Dần dần ổn định. Đấy là có khách gọi điện rồi. Ok. Ok rồi. Lật lên lật xuống, đánh úp đánh ngửa các kiểu. Bắt đầu hồi sinh dần dần các bạn ạ. Làm nó đỡ nặng đầu, cái này không làm quay kỹ thuật được nữa mà là quay để xả stress. Hành trình tìm lại chân lý cho em Power Đàn Ông POA 3000 phải nói là quá gian nan các bạn ạ.
đến nỗi là gần như là không có thời gian chia sẻ kỹ thuật nữa, mà chỉ có các dấu mốc đưa, chia sẻ với các bạn các dấu mốc làm để nó giảm bớt căng thẳng thôi. Đó, sau khi mất hết toàn bộ cả hai vế rồi thì là bạn này bạn sửa ảnh dương thì đầu tiên mất một vế và sau đó mất cả hai vế. Đó, thì bây giờ ra đây Đức Đoàn đã làm bắt đầu hồi phục dần dần trở lại, thì bắt đầu là hoạt động một vế trở lại rồi. Đấy. Quá là gian nan các bạn ạ. Cái này phải nói là sợ nhất là người đánh fan. Máy nó nhiều khi tự hỏng, theo nguyên lý của nó thì nó có cái logic các bạn ạ. Nhưng mà nhiều khi mà làm chạm chập mà nó chết đi thì mà nó lắp sai nó mệt mỏi thật đấy. Nó chết những cái và ngoài sự phán đoán của mình các bạn ạ. Này là mình làm gần như là cả đêm qua các bạn ạ. Sáng nay bắt đầu xong được cái phần này. Quá khủng khiếp luôn. Bắt đầu một vú đã nhảy rồi các bạn ạ, còn vú còn lại vẫn xẹp. Chuẩn bị Đức Đoàn gảy nốt cho cái vú này nó nảy lên thôi. Bắt đầu gọi là hồi sinh được một nửa rồi các bạn ạ. Đấy, một nửa bắt đầu cử động được rồi, hoạt động tốt rồi, một nửa đang liệt. Đấy, nhiệm vụ cao cả bây giờ sẽ là chiến đấu cho em nó cả hai chân hai tay đều hoạt động ngon lành. Đấy, hai ti đều nảy tưng tưng luôn, chứ không phải một bên nảy bên xịt này thì căng quá. Các bạn ơi, nó căng thẳng quá đâu mà phải xả stress tí, các bạn thông cảm. Ôi, quá là ghê gớm. Đây, tiếp tục. Đấy, mọi thứ là phải mổ xẻ đến mức được như này đấy các bạn ạ, thì mới kiểm tra đầy đủ hết được. Chỉ xếp hàng đo và đo thôi, sợ quá. Đo và nhổ và nhổ và hàn và hít xì gà thôi. Một con đứt, hai con đứt đấy, căng mạch này mới là mạch khó đây. Đây các bạn ạ, cái vấn đề là không phải cái chết sò là lắp sò vào nó chạy các bạn ạ, đó mà cái nguyên nhân gây ra chết sò ấy mới là khó đấy. Tìm hết tất cả các nguyên nhân và xử lý. Đó, con này hiếp quá các bạn ạ. Công nhận là nó chết hiểm hóc.
đứt mấy cái đèn liền, sợ quá. Xanh đèn. Liên tục chết. Đây các bạn này. Làm lại mạch xong đây, bắt đầu mới là tụ như này đây các bạn này. Ôi, phải thay những con tụ thối như này. Tụ thối gì chân như này thì mới hết bệnh được. Chứ không thì nó sẽ lại teo sò đây. Sò rồi sò toàn toàn nước ngoài về càng 20 hôm mới về nơi bạn. Thế mà... quá khủng khiếp luôn. Tụ dì chân đã được mạch dưới đã làm sạch hết cái phần thối đi các bạn ạ. Sau đó thay tụ mới rồi. Đó. Thì nó mới đảm bảo được là phân áp ra sò cực tốt luôn đi. Vì lắp vào nó mới chuẩn được chứ không lại chết sò tiếp. Đúng là như một lời bài hát đi các bạn ạ. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết dành phần ai. Này mà cứ con nào mà ngon dễ làm thì mình mới làm, mà con khó không làm thì những con khó như thế này thì không biết là sẽ ai sẽ làm các bạn ạ. Mọi thứ là đều phải chiến đấu, vượt qua ngưỡng và chiến thắng chính bản thân mình các bạn ạ, thì mới biết khả năng của mình đến đâu. Làm kỹ thuật nó cay cú lắm các bạn ạ. Đôi khi thức cả đêm luôn để được việc luôn. Mình thì thực sự là cuộc sống bây giờ kinh tế cũng không phải đến nỗi là khó khăn gì, nhưng mà làm đã đam mê các bạn ạ. Đấy, có hôm làm thông phát chỉ uống một lò hộp sữa thôi. Đấy, vì nó cay cú đấy. Chứ đang mà chưa ra hết vấn đề mà làm một mạch thì lại để đi ăn cơm là tự nhiên này nó rất bạch rồi các bạn. Đó, rất là khó chịu. Đây. Bạn này gửi luôn cả cái này như này đây các bạn này. Đấy, cái phần bên này là phần chết nặng này. Chết đầu tiên này. Đó, sau đó mới lại... chạm chập thì nó mới chết thêm bên này. Đấy, bên này thì nó lại không bị chết sò mà nó chỉ chết thôi. Mấy cái đốt thôi, bảo vệ thôi. Các bạn ạ. Đó. Bây giờ mới là xong bên này rồi, vỉ viếc xong hết rồi. Bắt đầu mới đến chuyện lắp sò đây. Đấy. 10 con các bạn ạ, mỗi vế 10 con. Đấy. Đấy. Đây, sò này, người ta đặt ở nước ngoài về đây các bạn ạ. Đấy. 10 con xanh, 10 con đen đây. Bây giờ mới lắp vào đây. ASC 2565 đây. Đó. Bây giờ mới là lắp 10 con này vào đây các bạn ạ. Đấy, 2A1095. Tha hồ bạn vít mỏi tay. Năm em có 10 cái vít, 10 em có 20 cái vít để tha hồ mà ngoáy.
làm những cái con khó này mà không làm rất một mạch là nó hay bị mất tập trung lắm các bạn ạ. Mình phải làm liền mạch đi cơ. Đó, thì mình đang cái dòng suy nghĩ rồi. Đấy. Như một dòng suối đang tuôn trào, muốn chảy mãi và ra tới biển cả đấy. Mênh mông và bao la mãi không biết có kêu được không này. Bắt đầu đến giai đoạn bôi trơn các bạn ạ. Đây, những cái này là bị khô quá rồi. Đó là phải có mỡ bôi trơn vào các bạn ạ. Đấy, nó mới yên tâm được, trông nó hơi lem nhem thì thôi, nhưng mà nó sẽ đảm bảo sau đó nó lau đi sau. Đấy, bôi mỡ vào sò của em đấy. Đấy, cho nó ướt át rút nó trơn được các bạn ạ. Sau nó mới lắp lên được. Đấy, như này là mỡ trơn rồi, ốp sò vào các bạn ạ, mới chuẩn được. Đấy, mình mới đặt lên như này cho nó tỏa nhiệt đều ra là bắt vít vào thôi. Gọi là bôi mỡ vào sò của em nó. Đấy, hy vọng là em nó rên lên được, em nó la khóc được, chứ không còn lại chả thấy im ắng là mệt lắm. Cái mỡ này là mỡ tỏa nhiệt các bạn ạ. Đó, như thế là bắt đầu vặn vít vào đấy. Chạy rất gấu luôn. Tổng cộng con powder đông này là chạy tất cả là 20 con sò các bạn ạ. Đấy, 10 em đen, 10 em xanh. Khiếp thật đấy. Bê thì nặng như là bom, choáng váng luôn thật. Này rất là tỉ mỉ các bạn ạ, cứ làm nhẹ nhàng tỉ mỉ từng tí một thôi. Vừa làm vừa suy nghĩ về cuộc đời thôi, chứ còn không nên vội vàng quá làm gì cả. Không phải là cái gì cũng nhanh được các bạn ạ. Đó, có những cái mà là muốn nhanh là cứ phải từ từ. Xong rồi lại có em lại cứ dục là anh ơi nhanh lên. Không nhanh được. Xong bắt đầu là xuất ruột, các anh ơi nhanh lên, nhưng mà của em chưa xong, từ từ đã. Thế là làm lâu xong là kỹ càng. Đấy, chuẩn chỉnh rồi thì lại bảo ôi công nhận anh làm hay thật. Đấy, lâu nhưng mà hay thật. Những cái mỡ tỏa nhiệt này nó dính ra không sao các bạn ạ. Trông thế thôi thì lau cái là sạch luôn. Cái vấn đề quan trọng nhất là tỏa nhiệt được, chứ không phải là vấn đề là mỡ nó có dính lem nhem không đâu, không quan trọng. Cần nhất là phải tỏa được nhiệt. Chứ để em
Sò em nóng quá lại cháy máy khét lẹt lên thì mệt lắm. Đấy, đảm bảo là tất cả là dầu mỡ vào bên nào bên đấy. Đấy, sò bên trái, sò bên phải là đều là bôi mỡ trơn hết các bạn ạ. Đây, màu xanh đã vào xanh hết rồi. Mọi việc là bắt đầu gần đi vào khâu hoàn thiện rồi các bạn ạ. Lại bắt đầu hút thau, hút xì gà, nhưng mà không được phép phê xì gà, vẫn phải tỉnh táo làm từ từ thôi. Cóng luôn đấy. Thật là ẩu đó các bạn ạ. Cái này chết, phải có khách để sửa đồ luôn. Lại phải tiếp khách ta các bạn ạ. Đấy, đang làm lại, đứng dậy tí vậy. Đang hút xì gà nhưng mà lại có khách đến rồi. Đấy. Đấy. Mọi thứ đã ngon lành lắm rồi đấy các bạn ạ. Hàn tiếc là vào sò nghé là bôi dầu bôi mỡ vào sò và nghé đầy đủ hết rồi. Chết dở đất. Bây giờ làm nào rửa sạch. À rồi chết rồi. Cầm sứ cầm khát nước quá là cầm ngay cái chai La Vi các bạn ạ. Nói đùa chút cho vui các bạn ạ. Và đây lại phải cái này cái món này vào thôi. Đấy. Thì nó mới sạch sẽ được các bạn ạ. Đấy. Lót khăn cho em nó. Đấy, cho nước đôi nó khỏi dây rớt ra các bạn ạ. Dầu mỡ thì bôi trơn rồi, mà làm sạch thì phải lót khăn. Nước có chảy ra thì nó có cái nó hứng vào các bạn ạ. Đây là hàng cây xanh đấy. Hàng bên sò xanh các bạn ạ. Đấy. Xong cái này là chuyển sang vệ sinh bên hàng sò đen. Mình vẫn đam mê cái sò đen các bạn ạ. Thỉnh thoảng nhìn sò xanh nó mát mắt đây thôi, nhưng mà cái sò đen là vẫn thích nhất đấy. Sò nào thì cũng rên được hết, nhưng mà cái sò đen thì thích hơn. Đó. Xong ngon lành rồi mới chuyển sang cái phần sò đen. Xanh xanh đen đen tím vàng vàng rồi các bạn ạ. Phải vệ sinh bắt đầu đó. Sò nghé lắp vào rồi dầu mỡ bôi trơn. Đó. Cứ hay thế này đây. Mới yên tâm được. Này là cái phản nhiệt, là cái mỡ rồi, lót rồi các bạn, không sao. Có sếp nào rồi anh à? Vâng. Đâu của anh đâu? Anh lấy cái gì đấy anh? Cái một công ty công cỏ ấy. Tiếp anh xong rồi anh để lâu đấy. Anh như bận như làm kiếm tiền. Mày quá em chưa bán của anh. Bán đi. Ngồi gần như là một mạch luôn các bạn ạ, sợ quá. Đêm rồi, xong hôm nay là sang ngày từ sáng đến giờ, bây giờ như là giờ là 3:30-4 giờ chiều rồi đấy. Vừa tẩn một hộp sữa bây giờ các bạn ạ. Rồi có anh khách anh vừa đến lấy con ly đời nông 1090 mà đứng Đức Đoàn đứng dậy thấy loạng choạng, anh bảo sao đấy, bảo em đói quá, bởi vì nó thực sự là ngồi nó đam mê mà nó làm nó cay cú các bạn ạ. Đấy. Ui.
cảm xúc nói chung là buồn vui, xáo trộn, lẫn lộn, đấu tranh tư tưởng các bạn ạ. Nhiều lúc, ôi giời, bảo là hay là xem có khi chuyển nghề làm nghề gì khác cho nó nhẹ nhàng đầu óc hơn một chút cho đỡ áp lực. Nhưng mà cuối cùng thì là đam mê vẫn chiến thắng các bạn ạ. Đấy, vẫn là phải cày, vẫn là chiến thắng thôi. Đúng là đấu tranh tư tưởng các kiểu và các kiểu, cuối cùng vẫn đang phải làm. Vẫn ngồi đây và chiến đấu các bạn ạ. Lại sắp tối nơi rồi, sợ quá. Vẫn phải là vậy thôi các bạn ạ. Đúng là cũng là cuộc sống mưu sinh kiếm tiền, nhưng mà cái niềm đam mê của mình nó có dù có vất vả bao nhiêu nhưng đã mình vẫn vượt qua được và vẫn là tuyệt vời các bạn ạ. Mười bốn giờ rồi các bạn ạ. Làm quả này thì nhớ đời luôn là à quên chết đã chết rồi. Tầm khoảng 14 giờ, 4 giờ đó là 16 giờ. 16 giờ hôm nay là ngày thứ bảy. Thứ bảy là ngày bao nhiêu, tháng 3 đấy nhỉ các bạn nhỉ? Hình như mùng 9 tháng 3 thì phải. Đó. Ôi chết, sắp quên cả ngày tháng rồi. Cố gắng phục vụ các bạn đam mê audio. Còn nào mà mình cũng là quá đam mê về kỹ thuật. Hy vọng là sắp giải quyết được cái em này rồi. Rồi còn 50% còn lại thì bây giờ nó chạy đến 75% rồi các bạn ạ. Cố lên Đức Đoàn, cố lên. Đang đưa những đường đưa cuối cùng để cho em nó hoạt động hoàn hảo trở lại các bạn ạ. Nhưng mà có lẽ là về phần cơ, là cơ học là đưa vào xong là chắc là phải đi nạp cái gì vào đã các bạn ạ. Đấy, để đủ tỉnh táo, để thư giãn một chút. Sau đó mới kiểm tra lại các cái dây dợ cuối cùng để xem có nhầm lẫn gì không. Thì mới dám là cho em nó cắm điện vào các bạn ạ. Tầm này khi nói không nói được. Đây, để xong bắt đầu còn bắt kiểm tra ốc ác cuối cùng và đi đưa là trong hoạt động trở lại xem nó có đúng chưa, vị trí không đã. Phải ăn thư giãn tí đã các bạn ạ, ăn xong làm cốc cà phê thư giãn tí đã, xong mới kiểm tra cho nó chuẩn này. Các bạn ạ, đói đến run hết cả tay này rồi, chết dở rồi. Mà đấy, cầm cái điện thoại mà nó thực sự đó là run thật sự rồi. Đúng là tầm này vẫn hôm qua vừa lướt thấy cái ôi, bài đăng của cái gì nhỉ, Duy Mạnh với họa sĩ điên đấy các bạn ạ. Đấy, khả năng mình cũng sắp thành họa sĩ điên. À quên, xin lỗi, không phải là thành được, không bao giờ thành được, mà là điên được như anh ấy, quá sướng các bạn ạ. Ôi, đang đói run như này mà đang nghĩ đến cái bàn này, bạn ấy bảo là anh ơi, khả năng là mai em xong thì em mang con gà ra hay anh em uống rượu nhá. Ôi, cũng hy vọng là muốn đẩy của bạn ấy được ngon lành, trong bắt đầu là bạn mang gà ra, thế là uống vài chén rượu vào cho nó điên điên này các bạn ạ. Đói quá rồi, chết dở thật. Đúng là đôi khi làm những cái khó thế mà đưa vào đến cái tầm này là thôi dừng lại đã các bạn ạ. Đi chắc phải đi ra ăn một bát phở vào đã thì mới tỉnh táo để làm những khâu cuối cùng được. Mình đã làm tất cả những thứ ngon như thế này rồi, bao nhiêu cái vất vả rồi, nỗ lực rồi, mà chỉ cần sai một cái là sai một ly là đi một dặm các bạn ạ. Đấy, dây dợ các màu sắc này. Ôi, đi ăn đã, đói quá. Ôi, nói đi ăn nhưng mà đi ăn bát phở các bạn ạ, nhưng mà cuối cùng là vẫn nghĩ đến cái con này. Đây, cái bánh đậu xanh này. Bánh đậu xanh này của hình như là có 5 anh em trên chiếc xe tăng từ Thanh Hóa ấy, các bạn ạ. Đi ra thì như là các bạn bảo đi từ 5 giờ sáng rồi, gần Phú Luông hay sao ấy. Đấy, 5 giờ sáng các bạn ra xong mang ra 4-5 cái ly trồng một đống được xếp hàng trước cửa Đức Đoàn kìa. Thế là mình ra bắt tay các bạn vui quá mà các bạn ấy mang đấy, tặng cái bánh đậu xanh này. Ôi giời, bây giờ
Ui, bây giờ là mình phải ăn cái này nữa, không đi ăn phở đâu mà ăn cái này đó các bạn, cho đỡ đói đấy, xong rồi để làm một mạch nốt cái này xong rồi lắp cho nó kêu được rồi thì lúc ấy có khả năng mới đi ăn phở được. Vẫn đang cay cú. Đấy, tình cảm của các bạn ấy tuyệt vời quá các bạn ạ. Mình làm này thế này sẽ hết trách nhiệm thôi. Có những cái gì mà sai sót thì các bạn hết sức thông cảm với tập đoàn đấy, có những cái lúc như này các bạn ạ. Nên mà thành ra là nó có thể là chưa hoàn hảo hết được đâu. Mình sẽ cố gắng làm nó hoàn chỉnh cho các bạn. Các bạn yên tâm nhé. Sau khi tẩn cho 5 cái bánh đậu xanh vào và bánh đậu xanh chứa đầy tình cảm của các bạn ở Thanh Hóa ra thì bây giờ đã Đức Đoàn đã có thêm năng lượng rồi và đã đưa cái bên vỉ này vào vị trí rồi các bạn ạ. Bây giờ thì cắm lại và kiểm tra lại thôi, có vẻ tỉnh táo sáng suốt hơn rồi đấy. Tay bắt đầu hết run rồi các bạn, sợ thật đấy. Phải nói là nó nhiều, nó bị tụt hết huyết áp rồi sao. À, bắt đầu ngon rồi, màu nào nhìn ra màu đấy thì không bị hoa mắt rồi. Sau 5 cái bánh đậu xanh vẫn ngồi đúng vị trí này các bạn ạ, chưa thay đổi cái gì cả. Đấy. Tất cả là phải được kiểm tra thật chắc chắn các bạn ạ. Chỉ một sai suất nhỏ đó lại vấn đề. Rồi. Nói chuyện vấn đề thì đúng là cũng có vấn đề thật các bạn ạ. Mọi người cứ tin tưởng yêu mến quá, thành ra là gửi nhiều đồ quá. Bây giờ đang là đấy nhiều đồ, nhưng mà những cái con như này là không thể nào còn làm nhanh được. Đấy. Nên là các bạn hết sức thông cảm và cho Đức Đoàn là cũng xin được thật sự là xin lỗi các bạn về cái sự chậm trễ. Đó. Cũng nhiều bạn trách nhá. Bạn này thế này, bạn này bạn cũng từng trách mình này. Bạn gọi điện bạn ấy bạn bảo là ôi lại có người gọi rồi. Chín mươi chín phần trăm rồi các bạn ạ. Ồ. Chuẩn bị đếm ngược rồi đấy. Sợ quá. Tay bắt đầu dẻo dần rồi, vẫn mướt mát rồi các bạn. Ok rồi đấy. Mọi thứ đã đến mức này rồi các bạn ạ. Đấy. Mà bây giờ chuẩn bị sâu điện này. Thời gian đến ngược đây. 3:21 đây. Đó, khiếp thật. Này đẹp quá các bạn ạ. Mặt đẹp quá. Nặng như cái cùm. Sợ thật.